M5S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của M5S Bình Dương nha. Thì bây giờ là chỉ mới là 15:40 thôi, nhưng mà các cô chú anh chị ta xem nha, tối thui luôn. Trời thì ở ngoài thì đang là sấm sét rất là nhiều, không có mưa nha, nhưng mà hồi nãy thì mưa rồi, còn bây giờ thì tạnh mưa rồi, nhưng mà sấm sét rất là nhiều. Thì như các cô chú anh chị thấy thì cũng nguyên một cái bàn là 35 ly chè nha. Thì 35 ly chè thì ở đây có là 7 loại chè và mỗi loại chè là 5 ly. Đó thì 7 loại thì mỗi loại thì khui ra và để vào những cái muỗng ở đây để cho cậu Năm về cũng như là hưởng ha. Thì trên bàn thờ thì như các cô chú anh chị thấy thì một cái phanh nhang 24 giờ thì đã được là người nhà mang đến đốt ở đây để cho là cháy sang xuyên đêm luôn, xuyên đêm luôn, do mấy cái nhang này nó nhanh tắt lắm đó, thì người nhà đã đốt ha cái phanh nhang này để cho cháy là nguyên đêm luôn đó. Hôm nay thì mọi người cũng nói chung là mang đến những cái đồ cũng khá là đầy đủ, có đồ chay, có đồ mặn ha. Thì hồi sáng 15 bếp có nói cái lọ hoa hồng tráng này không biết của ai, thì cái này là 15 bếp biết rồi nha tất cả quý cô chú, này là của chị Tư nâu nâu ha. Đó rồi, chị Tư nấu nâu hả? Chị Tư áo nâu thì chắc là mọi người cũng đã biết rồi ha. Hôm nay thì chị Tư áo nâu cùng với 15 bếp là sửa cái cây đèn cho cậu Năm. Rồi những cái tấm hình ở đây thì đã được đem di dời ở đây ha, thì một lát nữa các anh em sẽ bịch bọc lại đó. Mộ cậu Năm bây giờ là trời tối thui rồi, nhờ có những cái cây đèn ở đây mà mộ của cậu Năm trở nên ấm áp hơn. Thì bây giờ 15 bếp sẽ đốt đèn trước đi, tại 15 bếp sẽ về rất là sớm để mà rước con nữa. Thì hồi nãy là gia đình có mang lên mấy cây đèn, thì bây giờ mình sẽ lấy vào mấy cây đèn để mình đốt. Bây giờ là cũng tối rồi, đã có ngã một cây đèn, lấy ra mấy cây. Cây đèn ở đây thì được bà con cô bác mang đến ha, cũng như là người nhà mang đến. Đó, cây đèn này nó ngã đó, cũng lấy ra luôn, lấy ra đốt cho ông Năm. Giờ cũng tối rồi, do là mấy cây đèn ở đây nó cũng hết rồi. Ốc tiêu lấy cho mình có học quẹt đó, ốc tiêu ơi. Nhà bạn bê lắp ốc tiêu để đây hai cây cho nó đủ đây. Có chưa ốc tiêu ơi? Ok. Wow, có một phanh cứng nhỏ lấy giùm ha. Trời tối quá. Đã cháy lên rồi ha. Ở bên kia chắc mình phải đốt thêm mấy cây nữa không? Bây giờ mình đi qua anh kia. Bây giờ chỉ gần 4 giờ chiều thôi mà trời đã tối thui rồi. Thì bây giờ 15 mét cùng với ốc tiêu đi. Ốc tiêu lấy giùm hai cây nữa ốc tiêu ơi. Rồi đây đi. Trời hay ghê quá. Không biết là mình vô đường này, chắc vô đường này quá. Lấy thêm ốc tiêu ơi, bên đây hết đèn luôn rồi. Đây một cây. Hai cây nữa, ba cây nữa. Thì bây giờ trời cũng tối vui rồi, mấy anh em tranh thủ đốt đèn cho cậu Năm. Cầm giùm chú ơi. Cầm nhé, đừng đụng nữa nha. Rồi để chú đốt cái đèn này. Hết đèn rồi hả? Lấy giùm cái kia.
Việt Nam. Rồi chú cảm ơn nha. Trời ơi Phan Nhí nè. Trời ơi Phan Nhí phụ tôi nè. Dễ thương ghê không. Rồi cảm ơn ông Tiêu nha. Chắc đủ rồi ông Tiêu ơi. Ta còn ly nè. À ly đó chứ. Hai ly đó mới tắt ta. Nãy như đâu rồi. Ly này mới đem vô. À mới đem vô hả. Rồi đốt cho cậu luôn đi ông Tiêu. Các bạn ốc tiêu phụ. Hả hả? Tắt rồi kìa. Cái nào tắt? Tắt rồi hả? Rồi mình đi xích ra đây đi. Mình đi xích ra chút xíu ha. À. Coi chừng bá cái đèn nha. Ủa tắt nữa rồi. Tắt rồi ốc tiêu ơi, lấy cái cây nhang giùm ốc tiêu ơi. Tắt rồi. Nếu mà tắt nhiều quá mình đổi luôn cái đèn khác đi chứ. Sao dễ tắt quá ta. Để tắt. Đèn nó bị sao rồi. Để tôi chỉnh lại coi. Đó. Để mình vào lại. Rồi, chú cảm ơn con nha. Cái đèn này thì nó hơi tối ha. Đừng hỏi nha con. Đó. Rồi thôi mình ra nha. Như đây đèn thì ông Năm rất là ấm cúng rồi. Rồi ra ha. Trời ơi coi coi chú đi heo nè. Chắc là được rồi đó. Được rồi chứ. Nãy giờ chắc cũng hơn nửa tiếng rồi. Đi xuống đây đi xuống đây nè em ơi. Thì như các cô chú các anh chị thấy ha, thì trời tối thui luôn, trời tối thui luôn, trời chuẩn bị mưa nữa, sấm sét rất là hì hì, thì nãy các anh em cũng bịt bọc lại bớt thôi. Thì bây giờ 15 mét sẽ đốt cho cậu Năm ba cây nhang để chuẩn bị đi về. Thì do là bây giờ là cũng gần đến giờ về rước con rồi, thì mình đốt luôn ha, hơi nhiều nhang nha. Nhưng mà mình chỉ đốt cho cậu ba cây nhang, số nhang còn lại thì 15 mét sẽ đốt cho cái anh trai, đốt cho cái anh trai kế bên ha, tại vì anh cũng mới mất gần đây, anh cần nhiều nhang khói để cho mà giữ ấm cái mộ. Không, chú lấy nhiều cây nhưng mà chú đốt cho ông Năm là ba cây. Còn lại mấy cây á thì mình đốt cho cái chú hàng xóm của ông Năm. Ừ, con đốt không? Con đốt cho ông Năm không? Con đốt cho ông Năm không? Khoan để chờ chú đốt cho nhang mà cháy đi. Nè, con cầm điện thoại giùm chú nha. Để chú lại. Sáng không? Rồi bây giờ mình đốt đi đốt nhang nha. Con đốt không? Đốt cho ông Năm không? Nè cho ăn cây đốt cho ông Năm nè. Nào thằng Bình đi. Mình đi qua đây. Hả? Con cầm điện thoại đi chú hả? Rồi làm caramel cho chú luôn nha. Rồi đi. Rồi có caramel. Caramel nhí rồi. Trời ơi. Đốt đây ra. Lấy chú cho con coi cái này nè. Cái gì? Con thu. Thu. Hồi nãy sáng rồi đốt đây nè. Hả? Hồi nãy sáng rồi đốt đây nè. Đúng rồi, con thu nó nằm bên bộ của chú đây nè. Trời ơi, nó cũng đây nè. Nó đứng ở đây nè. Con thấy con thu có sừng dài chưa? Kìa, hồi nãy thấy nha. Hả? Ở trong kia kìa. Kìa, kìa. Đâu? Kìa, thấy không? Đâu? Ủa tí nữa là hái liền. Chú thấy không? À, nó còn nằm kìa. Đây đây đây, đây chú gọi. Ồ nó còn nằm ở đây mọi người ơi. Nó còn nằm ha. Thì nó ăn cỏ thôi. Con hươu này trưa nằm đây nè.
con hươu này trưa nằm đây nè. Thôi thì kể đi, nó chạy nó chạy, chú cắm nhang mà. Chú có chọc ghẹo ở đâu. Thôi đi con nè, con cầm cho chú đi. Không có sao đâu, đâu có sợ, có chú đây mà sợ gì. Không sao hết, chú bảo vệ con mà. Nó không có dám làm gì chú cháu mình đâu. Rồi mình quay nó đi, nó sợ đó. Nè, bây giờ để chú đốt nhang cho chú. Ngoài hâu nè. Sợ đúng không? Không. Để chú phóng to lên cho con coi nha. Nè, đó, thấy chưa? Rõ không? Chụp cái ra nha. Đó. Con hươu này hồi trưa này nó nằm ở trong đó. Ừ, nó nằm không biết chi nữa mà bây giờ nó vẫn còn nằm, nó ăn cỏ đây nha. Sao? À, đè người ta hết thở sao hả? Đúng rồi ha, vậy mà trưa chú không có nghĩ ra nó nằm ở đây nè. Đó. Nó nằm người ta hết thở đúng không? Trời ơi, cái câu nói dễ thương ghê luôn. Thôi giờ mình vô nha. Rồi, trời ơi, caramel nhí của tôi. À, cái cỏ này không lẽ nó nhổ lên ta? À, không biết là nó nhổ hay ta nhổ ha. Vậy hả? Rồi, thôi chú cảm ơn con nhiều nha. Giờ chú về nha. Đến đây thì 15 bếp tình duyên xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong các video tiếp theo.